Phước xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Phước muốn bỏ thời gian ra chút xíu để Phước quay một đoạn phim ngắn để cùng tâm sự với mọi người gần xa về tình hình của thành phố Hòa Bình hiện nay nó như thế nào. Và sau đó Phước sẽ quay sơ cái cảnh trong khu vườn nhà ở phía sau của Phước. Cái chính đó là cái khu mà để Phước trồng rau. Thì mọi người cũng đều biết là thành phố Hòa Bình hiện giờ thì nằm vào cái tình trạng mà cũng giống như hồi mấy tháng trước, đó là chính phủ khuyên mọi người phải nên ở nhà để tránh những cái sự mà lây truyền sang những người khác xung quanh. Thì đây là lần thứ nhì, thì kinh nghiệm của mọi người trong đầu cũng đều rất là hiểu rõ là mình phải nên làm cái gì. Thì hiện giờ là nằm vào cái tình trạng mà số 4, đó là chính phủ khuyên mọi người phần lớn là phải nên ở nhà. Mấy cái shop thì nó cũng trở vào cái vị trí cũ, đó là đóng cửa, nhưng mà cũng còn một phần shop để mà cung cấp vật liệu hay là đồ ăn cho mọi người thì vẫn còn mở cửa, nhưng mà chỉ được mang đi về nhà chứ không được ngồi ở trong quán để mà ăn. Thì tại vì số lượng mà nó bị nhiễm á, nó tăng lên rất là đột xuất, rất là nhiều. Cũng bởi vì những người mà bị nhiễm á, biết mình bị nhiễm mà không ở nhà, cho nên cứ ra ngoài. Thì chính vì vậy cho nên cái số mà lây nhiễm nó bị nhiều hơn. Cho nên tình thế hiện nay thì chính phủ phải bắt mọi người phải tốt nhất là phải nên ở nhà, chỉ đi ra ngoài cho những cái sự việc mà mua đồ hay là đi bác sĩ thì cần đi thì phải đi, còn tốt nhất không có cần mấy cái đó thì tốt nhất là nên ở nhà để tránh những cái sự mà lây truyền cho người khác. Thật sự ra đó là cũng là một điều tốt cho mọi người. Nếu mà họ không làm vậy thì chắc là nghiêm trọng hơn. Cho nên thôi, thà tốt hơn là mình phải ở nhà như vậy để mà cho những cái sự mà nhiễm á, truyền sang những người khác thì giảm xuống. Chắc chắn là sẽ giảm xuống rất là nhiều nếu mà mình kiềm chế được cái sự mà di chuyển xung quanh ở ngoài xã hội. Ok, bây giờ Phước sẽ cho mọi người xem cái khu vườn ở phía sau trồng rau của nhà Phước. Ok, thì sau đó thì Phước sẽ tạm ngưng cái đoạn video này. Ok, chúng ta cùng đi ha. Ok, bây giờ Phước dẫn mọi người cùng với Phước đi ra phía sau chỗ mà Phước trồng rau cải ha. Ok, đây là phía sau nhà của Phước. Con Lucky nè, mọi người còn nhớ không? Hello Lucky. Hello. Lâu quá không gặp Lucky ha. Ok, bây giờ đây là ở chỗ mà Phước mới làm ra để mà trồng những cái loại rau cải để mà cho mình được ăn ở nhà. Ok, phần lớn là salad rất là nhiều mọi người. Phước không biết tên nha, cho nên Phước chỉ quay mọi người xem thử ha. Ok, đó, cái đó làm như ngò thì phải. Ừ, ngò. Phần lớn là salad, nó có nhiều loại salad. Tên thì Phước không có biết rõ ha, cho nên Phước coi cho mọi người xem để mà coi sơ chút xíu. Ok, salad không à. Hôm nay mọi người biết không, ở thành phố Melbourne thì mọi người ai mà đi ra ngoài thì cũng đều phải mang mặt nạ hết. Nó nghĩ tài chính gì họ không mang mặt nạ mà bị lây nhiễm, cho nên chính phủ đã khuyên mọi người ai mà đi ra ngoài thì phải mang mặt nạ hết. Còn những đứa mà học sinh á, tất cả những đứa học sinh từ lớp 1 cho đến lớp 12 thì cũng
bắt đầu học từ ở nhà, học ở nhà chứ, học ở nhà cho nên không cần phải đến trường để mà học nữa. Đây là hẹ nè mọi người, hành chứ, hành thì phải, của công hành, lá hành chứ. Hồi mà mới bỏ xuống á, cái này hoàn toàn là tự trồng không, cho nên khi mà mới bỏ xuống á, thì nó là cái hạt giống thôi, thì được mấy tháng rồi, thì ăn rất là nhiều, ở nhà đã được ăn rất là nhiều. Salad này, nó bự nhẹ nè mọi người. Salad thì nó ra ngoài, mùa lạnh thì cũng ok. Thành phố Melbourne sắp sửa trở vào mùa mùa gì ta? Mùa xuân ha. Mùa xuân, giờ bắt đầu sắp sửa vào mùa xuân rồi. Cái này cái gỗ này mọi người biết không? Cái gỗ này. Ở nhà ăn cũng được rất là nhiều rồi. Bên đây có hai cái giống gì bỏ đất lên rất là cao, cũng là xà lách. Trái này trái mặn nè mọi người, mặn của Tây á, không biết mọi người thấy rõ không, xong rồi ấy không. Trái này trái mặn, người ta kêu bằng trái mặn mà phước ít ăn, ở trên cây rất là nhiều. Thấy rõ không ta? Để bước qua chia bước quay gần gần mọi người thấy rõ không? Cây này cái này là cái mặn có 5 cây. À, trái như vậy đó. Nhiều dữ lắm mà ít ăn. Rửa cho sạch rồi ăn nè, trái như này nè. Nhiều lắm. Nó có 5 cây, hồi mà Phước mới dọn về đây á thì cái cây nó rất là cao. Cái này nguyên trồng quá trời nè. Hồi mà Phước mới dọn về á thì mấy cái cây giống vậy nè. Phước còn giữ mấy tấm hình mà hồi mà lúc trước mấy cây nó bự á, rồi Phước cắt xuống. Bây giờ cắt xuống cho nó ngắn vậy đó. Chứ hồi mới về á nó cao dữ lắm, nó cao mà nó sum xê quá trời luôn. Bên đây nè, để Phước cho mọi người xem cái tấm hình mà hồi mà Phước bắt đầu làm ra những cái này ha. Hồi lúc mới về thì trống lỏng à, cho nên bây giờ được vậy đó. Cái mặn này thì của Tây nhưng mà người Việt mình ít có ai ăn á. Ăn cái mùi vị nó giống như mặn ở Việt Nam vậy á, nhưng mà nó rất là nhỏ. Rất là nhỏ. Vậy đó. Cái này là cái nhà mà để sau ngồi mùa hè rất là tuyệt vời. Nếu mà mình có mở những cái buổi tiệc mà kêu bạn bè tới chơi rồi á, ăn barbecue hay là ăn uống nữa vào mùa hè thì rất là tuyệt vời. Đó, hôm nay Phước quay sơ cho mọi người xem ở phía sau của nhà Phước, và Phước nói sơ về tình hình của thành phố Melbourne hiện giờ ra sao. Thì cũng phải xong thôi mọi người ơi, thì cũng phải xong thôi, tại vì cái con vi trùng này mình cũng dễ để mà kiềm chế. Cái quan trọng là nó đừng có cho mọi người ra ngoài xã hội nhiều quá thì cái số lượng sẽ giảm xuống. Giảm xuống xong thì nó sẽ hết thôi. Phần lớn thì nó người nào yếu hay là lớn tuổi thì nó bị ảnh hưởng rất là nặng. Cho nên cái số tử vong thì phần lớn là Phước thấy những người mà lớn tuổi bị ảnh hưởng nhiều. Cho nên nếu mà nói nguy hiểm dữ lắm thì cũng không nguy hiểm. Cho nên hiện giờ thì tốt nhất là mình nên ở nhà để mà tránh những sự mà lan truyền cho những người ở ngoài xã hội. Bây giờ thì 8 giờ chiều là bắt đầu nó kêu mọi người tất cả ở phải nên ở nhà cho đến 5 giờ sáng.
từ 8 giờ cho đến 5 giờ sáng thì phải ở nhà, không được ra ngoài. Cho nên ở phía ngoài thành phố Hòa Bình, trên những con đường thì nó rất là nhiều, rất là ít những cái số người mà đi ra ngoài. Ok, vậy đến đây cho Phước xin tạm ngưng nha. Phước mong những video kế tiếp Phước sẽ gặp lại các bạn sau. Ok, bây giờ cho Phước xin tạm ngưng. Phước hẹn gặp lại các bạn vào dịp tới ha. Phước chúc mọi người gần xa có những ngày tốt đẹp hơn và luôn luôn hạnh phúc. Đến đây cho Phước xin tạm ngưng. Bye.